Xin chào các bạn, hôm nay sẽ là một nhà nước hoa niche cao cấp mà các bạn rất mong chờ. Amouage. Thì chai nước hoa này nằm trong bộ sưu tập Renaissance 2020 mới ra mắt của nhà Amouage. Thì nói qua về bộ sưu tập Renaissance 2020 thì nó sẽ gồm 4 chai, gồm 2 chai dành cho nam và 2 chai dành cho nữ. Nó lấy cảm hứng từ khung cảnh thiên nhiên và sản vật của Oman. Thì mở ngoặc ở đây, Amouage là một brand đến từ đất nước Oman nha. Nó khắc họa hình ảnh ở một vùng đất còn hoang sơ, nơi có những thung lũng trải đầy màu xanh của cây cỏ, tiếng suối chảy róc rách trong màn sương mù buổi sớm. Nghe như vậy thì chúng ta cảm giác đây là một hương nó rất là thơ mộng, nó rất là chiêu chiêu đúng không? Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ xịt nó ra để xem nó như thế nào nhá. Thành phần chính của Amouage Minder là nhũ hương, tiêu, đàn hương và vetiver. Cảm giác khi mà mới xịt ra ấy, thì Minder nó có một cái mùi hương nó quấn quýt, nó mơn mớn trên da. Cái mùi đàn hương nó rất là trong trẻo, nó tươi sáng. Ngửi nó có một cái gì đấy nó hơi xanh xanh của nhũ hương và nó hơi có một chút spicy của tiêu. Có thể các bạn không biết thì nhũ hương trong tiếng Anh nó là frankincense, một cái từ có nguồn gốc từ tiếng Pháp và nó có ý nghĩa là cao quý và tinh khiết. Khi mọi người ngửi cái opening của chai nước hoa này thì các bạn thấy nó được blend một cách khá là mượt. Nó mang lại một cái sự quyến rũ nhất định. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng cái nguyên liệu để làm ra cái chai nước hoa này nó khá là cao cấp, nó khá là chất lượng, nó làm cái mùi hương ngửi nó khá là thật, nó sang và định mũi. Và cá nhân mình thấy thì đây là một cái mùi hương nó có một cái màu sắc nó khá là độc đáo. Nó làm chúng ta cảm giác đây là một mùi hương chúng ta có thể ngửi được từ người của một celeb, của một diễn viên điện ảnh. Chuyển về những cái nốt hương sau, khi mà nó dry down xuống thì cái spicy của tiêu nó bắt đầu nó lặn đi dần. Thay vào đó là chúng ta bắt đầu thấy những cái sự xuất hiện của những mùi hoa như kiểu là hoa hồng và hoa dương vĩ. Nó làm cho mùi hương nó càng ngày nó càng mượt hơn. Nó gợi cho mũi của chúng ta một cảm giác nó powdery, nó khá là sạch sẽ, nó dễ chịu, làm nền cho đàn hương. Nó tạo ra cái vibe kiểu ngọt theo kiểu hơi milky, hơi ngậy ngậy một chút nhưng mà nó rất vừa vặn. Ngửi cảm giác nó hơi ngọt nhẹ ở đầu mũi khiến cho chúng ta cảm thấy rất là thoải mái và dễ dàng mỉm cười. Lúc này mùi hương nó đi theo cái hướng nó unisex hơn là đi theo cái hướng nam tính. Thì cá nhân mình nghĩ các bạn nữ vẫn có thể dùng chai nước hoa này được, và nó cực kỳ phù hợp dành cho những anh chàng nào theo một cái phong cách mà kiểu nhẹ nhàng, tinh tế. Tuy nhiên, cá nhân mình thì không thích cái sự chuyển hướng này. Bản thân mình thì hy vọng một cái sự chuyển biến, một cái sự thay đổi nó mang cái tính chất nó đàn ông hơn một chút. Tuy nhiên thì đấy chỉ là cảm nhận, nó chỉ là khẩu vị của cá nhân mình thôi. Còn những thằng bạn của mình mà ngửi cái mùi hương này, chúng nó lại rất thích cái sự uyển chuyển của chai nước hoa này. Cho nên là các bạn hãy thử xem đây có phải là gu của các bạn không nhá. Về khả năng đa dụng thì đây là một chai nước hoa rất hay ho để các bạn sử dụng trong cái thời tiết mùa xuân hay là mùa thu. Các bạn chỉ cần mặc một bộ đồ đơn giản, lịch sự nhưng mà đắt tiền một chút, xong rồi xịt Minder thì nó phải nói là cực kỳ fit luôn, fit lắm luôn. Bởi vì bản thân cái chai nước hoa này, Minder, nó là một cái mùi hương nó mang lại cho chúng ta một cảm giác đây là một mùi hương, cái nguyên liệu nó cao cấp, nó đắt tiền. Cho nên là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chai nước hoa này để đi làm văn phòng, đi hẹn hò hay là đi dạo phố với bạn bè thì vẫn cứ là ok luôn. Nói chung về khả năng đa dụng thì mình đánh giá đây là một chai nước hoa tương đối đa dụng và dễ dùng. Về khả năng đưa mùi thì sao? Thì như chúng ta đã biết thì nhà nước hoa Amouage khá là nổi trội về khoảng cái độ bám tỏa và Minder cũng không phải là ngoại lệ. Chai nước hoa này lưu trên da của mình được tầm trên 10 tiếng. Mình có xịt chai nước hoa này lên tay từ lúc 8 giờ sáng và đến lúc 6 giờ tối khi mình đi chọc bia, lúc mình để cầu tay như này. Chọc thì mình vẫn ngửi thấy đâu đó mùi hương của Minder thì nó làm cho mình khá là ấn tượng và rất là hài lòng với khả năng lưu mùi của chai nước hoa này. Còn về giá thì nó có giá khoảng 285 euro, về Việt Nam sẽ rơi vào khoảng gần 8 triệu thì nó không hề rẻ chút nào. Tuy nhiên thì đây cũng là một sự lựa chọn mà đáng để cân nhắc. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một chai nước hoa niche cao cấp này, chúng ta có một mùi hương độc đáo này, đa dụng này, lưu mùi tốt này, mới ra mắt nữa này. Thì mình nghĩ với tất cả những yếu tố đó thì đây sẽ là một sự lựa chọn, một chai nước hoa rất là đáng để cân nhắc để cho các bạn cho vào cái bộ sưu tập của mình. Thì vừa rồi là cảm nhận của mình về Amouage Minder, một chai nước hoa mới ra mắt vào năm 2020. Thì không biết ở đây là anh em nào đã có cơ hội sử dụng chai nước hoa này chưa và cảm nhận của mọi người như thế nào thì hãy comment xuống phía dưới cho mình cùng biết với nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình hôm nay. Mọi người đừng quên bấm nút đăng ký bên cạnh quả chuông, bấm nút để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình. Còn bây giờ thì bye bye.